Hello, hello. Xin chào quý vị và các bạn nha. Quý vị và các bạn một buổi sáng rất là tốt lành. Các bạn quan sát trên màn hình là một ngày rất là đẹp trời. Có một đàn chim trắng hay là đàn cò trắng gì đấy bay trên không gian cửa sổ nhà mình. Cửa phòng mình đang cách ly nhé. Đây là khách sạn Mường Thanh Holiday. Đang rất là hồi hộp mọi người để chuẩn bị đồ đạc để ra Bắc. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng nhé. Rất là hồi hộp. Đấy, mình đang tranh thủ đứng ở trên tầng 4 nhìn những cái nhóm xe đầu tiên đã bắt đầu xuống. Xa xa kia là biển nhé mọi người. Từ khách sạn chỉ qua một con đường này xong là sang bên kia biển luôn đấy. Cứ ơi, đi. Lần lượt các chuyến xe đã bắt đầu vào sân khách sạn. Nhóm của mình là nhóm thứ 6, gần tới cuối. Chiêm ngưỡng khách sạn Mường Thanh Holiday Hội An, khách sạn 5 sao đó. Mình tranh thủ xuống trước một chút so với đoàn, cho nên mình ghi lại được những hình ảnh này. Chứ còn các bạn xuống sau là các bạn không thể cho nên các bạn xem video này nha. Thanh niên xăm trổ giúp mọi người về Hải Dương một cách an toàn. Cảm ơn thanh niên xăm trổ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là lương thực để đoàn bắt đầu chuẩn bị ra Bắc. Ui Văn Đạt à? Không, em đẹp không? Dương Hàn. Dương Hàn có. Đoàn Thị Dương có. Nguyễn Văn Phúc có. Đoàn Văn Lập có. Ok ạ, hôm nay ổn định chung một viên ạ. Đoàn Trịnh Trương. Thank you.
với con nhá. Thế thôi, bà tắt máy. Chào cả con siêu nhé.